Alright, I got a secret. A Lonnie rock star. We're on a magic quest. Here comes a girl in a world out of nowhere. Coming back to save the day. Ngủ rồi. Em có muốn nghe chuyện cô đi lóc và ba chú gấu con không? Không nghe chuyện, nghe hát à? Hát đưa cho em nghe. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above. Đó đây chị ơi. Like a diamond in the sky. Chúc mừng, bị mất việc trông trẻ thì có sao đâu chứ. Nói thì nghe dễ lắm, cậu có biết đây là lần thứ ba mình bị mất việc rồi không hả? Hễ mỗi lần mình mở miệng ra hát là y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mùa hè năm ngoái có một cơn bão nhỏ đã làm đông cả nước hồ luôn. Cậu nhớ không vậy? Tội nghiệp lũ dịch. Chắc mình không làm ca sĩ được đâu. Cậu đùa hả? Cậu có giọng hát rất là hay. Lúc nãy mình thấy tờ quảng cáo này và đã liền nghĩ tới cậu. Tờ thông báo tuyển ca sĩ cho ban nhạc nữ Loli Rock sao? Hôm nay là ngày thử giọng. Mình thích ca hát lắm. Nhưng mà không thể được. Mỗi lần hát là có chuyện xảy ra. Thì sao? Mình thấy rõ hai điều ở cậu đó. Thứ nhất là cậu hát hay. Và thứ hai, thấy cậu rất hạnh phúc khi cậu hát. Cảm ơn cậu, nhưng mình không thể. Hả? Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, tham gia nha. Để mình suy nghĩ đã. Không, mình không làm được. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, tham gia nha. Hồi hộp quá trời quá đất. Không thấy sao nữa, đợi suốt từ sáng tới giờ rồi, sốt ruột. Mình đang chờ đăng ký đây nè, ở đây đông lắm. Biết đâu còn nhiều người hát hay hơn mình thì sao? Oh, when I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay, they can count on me. Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sao? Cũng có thể là sẽ không liên lạc. Sao nói thẳng vậy? Thì sự thật là vậy mà. Được rồi, Oriana. Hả? Chúng ta sẽ tổ chức buổi thử giọng ở một thành phố khác. Nhưng buổi thử giọng chỉ mới diễn ra có vài tiếng đồng hồ thôi mà. Cậu không nghe thấy gì hả? Những giọng hát chỉ đang tra tấn người ta. Nơi này không có ai hát hay đâu. Chúng ta mới gặp có 6, 7, 8, 9, 10 cô gái. Biết đâu sẽ có người hát hay. Nhưng lỡ những người đó đều hát như vậy, mình nghĩ tai của mình sẽ bị điếc mất. Chuyện gì vậy Amaru? Tôi đến để thử giọng. Tốt lắm. Ủa? Vậy thì bạn hát thử đi. Micro ở đằng kia kìa. Start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay, they can count on me. And if I'm feeling down, my friends will come around. We're gonna make some noise, we'll be laughing. Hey there.
Mọi người có sao không? Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Em lại trượt nữa rồi kìa. Em rất thích nơi này bởi vì có quá nhiều thứ để chúng ta phá hủy. Thì ra cách này dễ hơn em tưởng nhiều. Thật sao? Những việc này còn dễ hơn là ăn cháo nữa. Em cứ để đó cho chị. Muốn an toàn thì hãy hát đi. Hãy tin chúng tôi. Adrit, mau đi thôi. Sao các bạn lại biết tên của tôi vậy? Trời ơi, sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả? Chúng tôi tìm cậu lâu lắm rồi đó. Chắc chắn là Raymore sẽ rất tức giận về chuyện này. Đây là câu trả lời hay nhất mà tôi được nghe. Chúng tôi đưa cậu đến đây để trả lời tất cả câu hỏi. Có lẽ cậu sẽ khó tin một chút, nhưng mà cậu có một sứ mệnh rất vĩ đại. Vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để... Trả lời như đó đủ rồi. Bây giờ cho cậu ấy xem đi. Hả? Wow. Chúng ta đang ở đâu vậy hả? Đây chính là nơi đã khơi nguồn ra tất cả mọi chuyện. Đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn. Đây là nơi mà cậu đã sinh ra đó. Sao? Cậu đang đùa hả? Không có đâu. Thứ nhất, cậu ấy không biết đùa. Thứ hai, cậu đã được sinh ra ở đây là thật. Xứ sở huyền thoại này có tên là Ephidia. Nơi này từng thuộc về đức vua và hoàng hậu, và là một nơi yên bình cho đến khi Raymore xuất hiện. Ý cậu là cái tên trong xấu xa đó hả? Đúng vậy. Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn để cướp ngai vàng. Đúng là xấu xa thiệt. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với đức vua. Nhưng khi Raymond cố gắng cướp dương miệng của hoàng hậu thì hắn thấy có một phép thuật đang bảo vệ nó. Phép thuật đó nằm trong những viên đá màu nhiệm được gắn trên dương miệng. Nếu hắn nắm được phép màu đó để thực hiện những mưu đồ đen tối thì đúng là thảm họa. Vì vậy chúng đã được tháo rời ra và gửi xuống trái đất để hắn không bao giờ có được chúng. Nhưng những viên đá đó không phải là những thứ duy nhất được gửi xuống. Iris, con gái yêu dấu của ta. Là tôi phải không? Đúng vậy Iris, chính là cậu. Amaru, cậu nhìn đi, cậu ấy dễ thương quá. Bây giờ tim ta như tan vỡ khi bắt buộc phải xa con. Nhưng vì sự an toàn của con, ta không còn cách nào khác. Nếu là tôi thì điều đó có nghĩa là cậu chính là công chúa, người thừa kế ngai vàng của Ephidia. Cậu đã được đưa xuống trái đất để tránh tên Raymond. Và đến khi nào cậu đã khôn lớn thực sự và có đầy đủ sức mạnh thì hãy đánh bại hắn. Chúng tôi sẽ huấn luyện cho cậu. Tôi là công chúa của một xứ sở thần tiên sao? Chính xác. Chúng tôi đi tìm cậu khắp mọi nơi, và bây giờ thì tìm được rồi. Tôi là công chúa và có cả đức vua và hoàng hậu là cha mẹ ruột của tôi sao? Trong khi dì Ellen đã nhận nuôi tôi, thì sự thật là cha mẹ sinh ra tôi lại là người hoàng tộc. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Không một ai biết hết.
Chỉ biết rằng bây giờ chúng tôi đã tìm được cậu, và chúng tôi phải huấn luyện cậu đến khi nào cậu đủ sức mạnh chống lại tên Raymond. Là sức mạnh gì chứ? Có phải là giọng hát của tôi không? Đó chỉ mới là một phần của sức mạnh đó thôi. Tuy rằng đó là điều cơ bản nhất, nhưng cậu cần phải học cách kiểm soát nó. Phải, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để tìm cậu ở trái đất là tổ chức một buổi tuyển giọng hát cho ban nhạc. Tôi đã nghĩ chuyện này thú vị lắm. Những viên đá màu nhiệm gửi xuống trái đất sẽ cho phép chúng tôi trở về Ephidia và đánh bại Raymond một khi cậu đã sẵn sàng. Và cậu chính là chìa khóa giúp chúng tôi tìm được chúng vì lòng nhân ái và sự công bằng của cậu. Tôi biết ăn nói làm sao chứ gì Ellen đây. Không sao đâu, không một ai được biết về thân phận thật của cậu, và đó mãi mãi là một bí mật. Không ai biết sao? Kể cả bạn thân của tôi hả? Tất cả là vì sự an toàn của cậu thôi. Mephisto, Rashida, có gì muốn nói không? Balina và Adriana đã tìm được cô ta. Bằng cách nào? Họ đã tổ chức một buổi thử giọng để tìm ca sĩ. Đây đúng là một trò nhảm nhí nhất mà ta từng nghe. Chắc là ta không cần chỉ các ngươi phải làm gì bước tiếp theo chứ? Nhanh chóng bắt được công chúa. Bằng bất cứ giá nào. Phải nhớ rằng không được để chúng tìm được những viên đá màu nhiệm trước ta. Chị Ellen ơi. Đây là Talia và Adriana. Họ là sinh viên mới chuyển trường tới. Cháu nghĩ là chúng ta có đủ phòng cho họ. Vì tụi cháu muốn ở chung một nhà. Sinh viên chuyển trường sao? Ôi, hai cháu thật là dễ thương. Không biết là quê của các cháu ở đâu nè? Dạ, Volta. Dạ, Sarit. Hồi xưa dì học môn địa lý cũng giỏi lắm đó. Nhưng mà... đó là một vùng quê vô cùng nhỏ bé, hầu như rất ít người biết đó dì à. Chào mừng các cháu. Vậy các cháu có thể dạy Iris tiếng mẹ đẻ của mình được chứ? Dạ, chắc chắn rồi thưa dì. Vậy thì bây giờ tôi phải học gì trước đây? Kích hoạt chiếc vòng đeo cổ. Nó có tác dụng gì? Chiếc vòng cổ đó là vòng phép thuật. Một khi kích hoạt nó lên, nó có thể giúp cậu thay đổi trang phục phép thuật mà cậu mong muốn. Tôi có trang phục phép thuật sao? Cả ba đều có. Chúng tôi đã mặc nó khi ở trên phố với cậu. Nó giúp cậu tăng cường sức mạnh. Bây giờ hãy xưng danh và thân thế của mình đi. Được rồi. Xin chào, tên của tôi là Iris. Tôi đến từ một xứ sở xinh đẹp tên là Ephendria. Nói một câu ngắn gọn thôi, ta là Iris, công chúa xứ sở Ephendria. Nhớ là cô nói như kiểu sắp đánh ai đó. Ta là Iris, công chúa xứ sở Ephendria. Là Ephidia. Ta là Iris, công chúa xứ sở Ephidia. Có khi nào thiếu thiếu cái gì đó không vậy ta? Không có thiếu cái gì đâu. Cậu cần phải học cách kích hoạt nó. Lỡ như tôi không làm được thì sao? Vậy tôi không phải là công chúa của Ephidia hả? Ephidia. Thấy chưa? Thậm chí tôi còn phát âm từ đó không đúng nữa. Chắc là các cậu nhầm ai rồi. Hả? Hả? Lại là bọn chúng. Talia, công chúa xứ Seri.
Công chúa xứ Ceris nghe nói là ngươi đã bỏ trốn, nhưng ta chỉ nghĩ đó là tin đồn. Còn người đứng kế bên ngươi là ai vậy? Công chúa Ariana xứ Volta. Ta chưa từng nghe nói về ngươi. Ngươi nói nhiều quá đó. Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Làm tốt lắm chị. Hãy xem lửa quỷ diệt đây. Kiên đỡ pha lê. Mình là công chúa thật sao? Cậu chính là công chúa của vương quốc Ephidia. Mình là công chúa. Mình chính là công chúa. Mình phải cứu vương quốc của mình. Iris, công chúa xứ Ephidia. Thật sự là một công chúa. Nghe mắc cười thiệt. Ngươi có biết gì về phép thuật đâu mà đòi đấu với ta đây hả công chúa? Đừng có coi thường người khác như vậy chứ. Có chút xíu chuyện như vậy mà cũng không xử lý được. Cô ta còn ngây thơ lắm, chưa biết phép thuật là gì đâu. Đau lắm luôn đó. Mephisto, mau giúp chị nhanh lên. Tức thiệt. Nè, tôi biết phép thuật rồi đó. Tức thiệt. Mau lại đây và hãy làm theo chúng tôi. Ceris, Volta, Ephidia. Hình như hai cậu chưa biết chiêu này thì phải. Nè, hôm nay cậu học nhiều rồi. Bây giờ cậu dạy chúng tôi đi. Yeah! Dì ấy có sao không? Làm sao cứu dì ấy đây? Crystal Sovega! Ôi, chuyện gì vậy? Các cháu không sao chứ? Dì nghe thấy những tiếng ồn rất là lớn. Là do tụi con đang luyện tập. Bởi vì tụi con là một ban nhạc. Ôi, ban nhạc sao? Thú vị đó. Hồi còn học trung học, dì cũng từng tham gia vào một ban nhạc đó. Tại sao mình lại kích hoạt được nó vậy? Vì cậu là công chúa mà. Vậy sao? Cậu kích hoạt được nó bởi vì khi đó năng lực phép thuật của cậu đạt đỉnh cao nhất. Đáng yêu quá. Mình thấy mọi người đã gặp nguy hiểm. Dì Ellen cũng mình và cả hai cậu nữa. Mình thật sự muốn cứu tất cả mọi người. Cậu đúng là dễ thương thiệt. Ariana, cậu thôi đi. Thật là trẻ con. Thì ra mình đúng là công chúa phép thuật. Mình có nghĩa vụ phải lấy lại vương quốc và giải cứu các thần dân. Và đừng quên điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ thành lập một ban nhạc Lolly Rock. Thấy cái tên hay không? Là do mình nghĩ ra đó. Cuối cùng thì mình cũng đã được hát thoải mái mà không phải e ngại điều gì nữa hết. Sau một thời gian luyện tập, cuối cùng buổi biểu diễn đầu tiên cũng đã diễn ra.
get up, ready, move up to the music revolution, baby. Warm up, stand up, yeah. Reach out for the music revolution, baby. Everybody knows it, everybody shows it. Everybody move your feet on the dance floor. Watch out, starry, look cool, ready. Hey girls, start a revolution.